Chiều tối qua tại phường Uyên Hưng, thành phố Tân Uyên, công ty trách nhiệm hữu hạn Long Thuận tổ chức lễ khánh thành nhà máy chiết nạp ga. Các sản phẩm của nhà máy chiết nạp ga Long Thuận cho thương hiệu Saoga có thị trường phân phối tại Bình Dương và Bình Phước. Năm 2024, Long Thuận Lusenga bước vào giai đoạn phát triển. Nhà máy chiết nạp khí hóa lỏng với công suất 60.000 tấn năm. Nhà máy đặt mục tiêu trở thành đơn vị hợp tác kinh doanh ga toàn khu vực phía Nam vào năm 2025 và hoàn thành mục tiêu đạt công suất tối đa, cung cấp ra thị trường những sản phẩm chất lượng với dịch vụ ngày càng tốt hơn. Sự kiện đánh dấu một bước tiến mới trong ngành công nghiệp năng lượng của thành phố Tân Uyên, hứa hẹn mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng và góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.